ABC, Academy of Key Future Leaders. Xin chào ba mẹ, hôm nay cô Yến sẽ chia sẻ cho ba mẹ những thông tin hữu ích của chứng chỉ quốc tế Cambridge. Chứng chỉ quốc tế Cambridge do trường đại học Cambridge nước Anh cấp và được công nhận trên 150 quốc gia. Ở Việt Nam, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi học sinh học hết lớp 5, đạt chứng chỉ Cambridge Flyers sẽ được tuyển thẳng vào các trường quốc tế, trường chuyên, trường song ngữ hay lớp chọn. Sau đây là những lợi ích của chứng chỉ quốc tế Cambridge dành cho học sinh 6 đến 12 tuổi. Ba mẹ có định hướng rõ ràng cho con trong việc học tiếng Anh, giúp con có sự tự tin và nhiều trải nghiệm học tập thông qua kỳ thi. Phát triển tư duy toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh của con. Nhiều ba mẹ thắc mắc tại sao chứng chỉ quốc tế Cambridge lại không tính điểm theo cách truyền thống mà lại sử dụng khiên. Vâng, thưa ba mẹ, khiên là hình ảnh được sử dụng bởi các binh lính hoàng gia nước Anh, thể hiện cho sự chiến thắng, và sau này trường đại học Cambridge nước Anh đã sử dụng khiên là logo cho mình. Cách tính điểm của chứng chỉ Cambridge như sau. Điểm được gọi là đạt khi thí sinh có tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 10 khiên và mỗi phần sẽ không dưới 2 khiên. Khi thí sinh đạt 15 khiên, con đạt loại xuất sắc và sẽ được up lên level tiếp theo. Con đạt 10 đến 14 khiên sẽ là loại giỏi và con cũng sẽ được up lên level tiếp theo. Khi con đạt từ 7 đến 9 khiên sẽ là loại khá và con cần thêm thời gian để nâng cao kiến thức. Con đạt dưới 6 khiên thì con cần phải chăm chỉ nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn. AC tự hào là đơn vị tuyển khảo thí trực thuộc của trường học Cambridge nước Anh tổ chức các kỳ thi tiếng Anh đánh giá năng lực toàn diện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết của học sinh. Nếu ba mẹ có thắc mắc gì, hãy liên hệ qua số hotline, fanpage của AC hoặc website ac.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại. AEC, Academy of Key Future Leaders.